Chỉ còn 7 ngày nữa thôi cô chú anh chị à. Chỉ còn 7 ngày để mà gia chủ này để bán, còn cơ hội bán cái bất động sản này thôi, chứ thực sự mà qua cái ngày mùng 8 tháng 3 thì chủ mình cũng không có quyền bán cái bất động sản này nữa, và cái chủ nợ cũng không bao giờ bán với cái giá này nữa, hoặc là sẽ không bán và để lại luôn anh chị. Thì chỗ này anh chị gần biển lắm anh chị ơi. Xin chào cô chú anh chị, em là Điền đây. Hiện tại em Điền đang có mặt tại ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Thì em Điền đang đứng ở đây thì từ cái vị trí em đang đứng mà xuống biển Hồ Tràm thì khoảng là 1 cây số thôi anh chị, chưa tới 1 cây số đâu. Và hôm nay em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú anh chị một lô đất mà lúc trước chủ kêu bán là 3,4 tỷ rồi. Thì nay em Điền sẽ quay lại cái lô đất này cho cô chú chị mình xem. Thì cái câu chuyện của bất động sản này nó rất là dài dòng. Và bây giờ chủ đất của mình đang muốn bán lại là bán lỗ luôn, là chỉ còn là 2,550 tỷ thôi. Lúc trước rao bán là 3,4 tỷ ha. Và có diện tích là 5/50, có 50 thổ cư nha anh chị, 50 thổ cư nhưng mà chưa đóng thuế. Năm ngoái là xin 50 thổ cư rồi, nhưng mà bây giờ đầu năm nay đã có đóng thuế rồi, thông báo đóng thuế 50 thổ cư rồi, nhưng mà gia chủ mình không có tiền để đóng thuế anh chị. Thì bây giờ cô chú chị mình mua bất sản này, cô chú chị mình chỉ đóng thuế là có 50 thổ cư. Thì thuế thổ cư như thế nào, ở đây bao nhiêu tiền 1 mét vuông thổ cư á, thì em Điền nói sao cho cô chú chị vậy ha. Bây giờ em Điền sẽ quay chi tiết lô đất cho mình xem ha. Trước mặt cô chú chị đây mình lay là mặt tiền đường nhựa rộng khoảng là 6-7 mét. Lúc trước thì em Điền quay thì đường này chưa có trải nhựa anh chị, đang là đường đá thôi, và đường này mới trải nhựa rất là mới, rất là đẹp luôn. Từ đây cái chỗ em đang đứng mà đi ra qua khúc cua này nè là tới ngoài tỉnh lộ 328 rồi. Thì tỉnh lộ 328 là đường đi xuống biển nha anh chị, mình rẽ xuống đây là đi xuống ngã tư Hồ Tràm rồi, thì chưa tới cây số anh chị. Và mình rẽ ra lại, ngược ra lại thì mình ra thị trấn Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc, và mình đi được thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị. Và cái hướng sau lưng mình đây cũng là đi thông được ra biển, và mình đi được, nói chung là khu dân cư, nói chung đường thông thoáng hết, mình đi xuống biển cũng được mà mình đi cũng được. Hiện tại cái mặt tiền đường của mình đây có tên đường là đường ODA nha chị. Em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú anh chị miếng đất đây. Có diện tích là 5 mét anh chị, và sâu là 50, sâu tới cái nhà đó luôn là 50, và có 50 thổ cư nhưng mà chưa đóng thuế. Là bây giờ là chủ đất mình đã là xin cái đơn á, đơn giấy á, là xin 50 thổ cư rồi, tại vì nhu cầu sử dụng của chủ mình là có 50 thôi, nhưng mà cô chú anh chị mình có thể lên thêm được nha. Nói chung là anh chị có thể lên hết luôn cũng được, lên hết đất cũng được đó, tại vì đất mình là đất quy hoạch đất ở rồi, quy hoạch đất ở đô thị luôn nha anh chị, đất ở đô thị luôn đó. Thì 1 mét vuông thổ cư ở đây là bao nhiêu á, thì khoảng là 1,5 triệu, 1,6 triệu gì đó 1 mét vuông anh chị. Đất thổ cư thì đó, gia chủ mình đã lên 50 rồi. Giờ gia chủ mình thì cũng có chia sẻ với em Điền như thế này, em Điền cũng chia sẻ lại cho cô chú chị mình cùng hiểu cái hoàn cảnh của gia chủ bất động sản này ha. Thì gia chủ của mình á, lúc thời điểm mà đất còn sôi động anh chị, thì gia chủ đã mua bất động sản này là 3,550 tỷ rồi. Và chưa kể là gia chủ mình làm móng để xây nhà ở nha anh chị, móng. Và chủ cũng có nói luôn á, là móng này là móng băng, xây là móng băng. Và để mà xây được lên tấm á, thì chủ mình kêu là xây lên được 2 tấm anh chị, đó 2 tấm là 2 tầng 1 trệt đó anh chị. Thì ảnh nói là chi phí cái móng này khoảng là 400-500 triệu rồi, chưa kể tiền đất nha. Nếu mà tính vô tiền đất thì khoảng đâu đó là 4 tỷ lần anh chị. Bây giờ ảnh thì nói chung là mua thật rất nhiều đất, đang có vay ở ngoài đó, ảnh đang là vay là hơn 2 tỷ anh chị. Cái thời điểm này ảnh không có tiền để mà đóng lãi đó. Thì hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 anh chị, tới ngày 8 tháng 3 chỉ còn 7 ngày nữa thôi, là chủ mình mà không tất toán thì coi như là bất động sản này là ảnh mất luôn, ảnh không còn gì luôn. Thì ảnh cũng muốn bán lại là 2,550 tỷ để mà ảnh còn trả được cái nợ đó, và ảnh còn chi trả thêm được còn ít để anh chi trả thêm những khoản lãi còn lại anh đang nợ. Thì em Điền cũng muốn chia sẻ thật với cô chú anh chị là như vậy. Bây giờ á, thì thị trường ở đây chỉ có những anh chị chủ đất thực sự kẹt tiền mới bán giá mềm cho cô chú anh chị mình mua thôi, chứ còn mà thực sự mà xung quanh đây thì không có ai kẹt mà để mà bán giá này đâu. Hiện tại thì gia chủ mình đã làm móng là 5 luôn ha, ngang là 5 luôn và sâu đâu đó khoảng là 20 anh chị. Đó. Diện tích nhà mình thì 5 khoảng là sâu 20. Đó. Thì gia chủ mình đã xây là tường đôi này, tường đôi và đủ thì 2, 4, 6, 8, 10, đổ khoảng 10 trụ, đổ 10 trụ. Và ở sau này thì trừ khoảng là sau là khoảng là cái khu vực này là hố xí này, hố xí. Và khu vực này thì đã là sử dụng là nước máy rồi anh chị ơi, sử dụng nước máy. Đài điện của thủ thì anh chị thấy đó, xung quanh đã có rồi, có điện bạc pha luôn. Đối diện đất mình thì là bên hông của giáo xứ Hồ Tràm nha anh chị. Nếu mà cô chú anh chị mình mà bên đào nữa thì quá hợp lý luôn. Đó. Cuối tuần cô chú anh chị mình đi xuống tắm biển chút xíu, rồi chiều mình vô lại đây mình thay áo quần, mình tắm rửa xong mình qua mình làm lễ luôn. Quá tiện, quá tuyệt vời anh chị. Chỉ còn 7 ngày nữa thôi cô chú anh chị à. Chỉ còn 7 ngày để mà gia chủ này để bán, còn cơ hội bán cái bất động sản này thôi, chứ thực sự mà qua cái ngày mùng 8 tháng 3 thì chủ mình cũng không có quyền bán cái bất động sản này nữa, và cái chủ nợ cũng không bao giờ bán với cái giá này nữa, hoặc là sẽ không bán và để lại luôn anh chị. Đó. Thì chỗ này anh chị gần biển lắm anh chị ơi. Rồi cô chú chị nào mà thiện chí thì liên hệ em nha, em sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế và gặp chủ bất động sản mình và hỏi những thứ mà cần hỏi nhiều hơn nha, hỏi chi tiết hơn. Và em Điền cũng xin dừng clip tại đây. Cô chú anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em Điền nha. Rồi xin chào cô chú anh chị.